hai staff của người ta. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình làm clip với các bạn về việc kinh doanh thêm mặt hàng online. Thì từ xưa nay là mình bán hàng online nhưng rất lâu rồi, cũng được 14-15 năm rồi. Thời đại công nghệ, thời đại bây giờ nếu mà mình chỉ bán hàng online thôi thì nó cũng rất là khó khăn, gặp muôn vàn khó khăn. Mình quyết định mình lấn sân sang lĩnh vực bán hàng online. Thì nói thật với các bạn là bán hàng online nó rất là khó. Bạn nào bảo dễ thì cũng hiểu dễ thì là, nhưng với cá nhân mình thấy nó khó lắm. Thời gian đầu mình suốt ngày ăn rồi đăng bài, ngồi đợi chụp điện thoại, chẳng có đơn nào, nản chí vô cùng luôn. Nếu mà đã thế mà nếu mà nhận được một số viên gạch của các bạn nữa thì thật các bạn là chán lắm. Nhưng mà sự kiên trì của mình không ai là đáp ứng. Với cái đây tầm 20 ngày thì có một bạn trong miền Nam đặt mình một cái bot làm cái đây tầm 10 ngày. Một chị cũng khu vực Hà Nội thôi sẽ đặt mình một cái bot. Và tối qua nữa mình nhận được thêm một cái đơn nữa, với cả mình bán được thêm mấy cái sim nữa. Thì thật sự bạn là cái đơn hàng đầu tiên mà người ta đặt mình cảm thấy nó vui lắm, khó tả lắm các bạn, không thể tả hết được. Mà nó này rất là chia sẻ đó là người ta tin tưởng mình tuyệt đối luôn. Như mình được biết là bán hàng online thì thường thường khách hàng là không tin tưởng mình thì mình chưa có một cái tên tuổi gì cả, nhưng mà vị khách đấy tin tưởng mình tuyệt đối, đặt mua trực tiếp luôn, không cần phải. Sau đấy là mình thấy người ta tin tưởng như thế thì mình muốn làm sao cho thuận lợi người ta nhất. Thế là về đơn hàng đầu tiên thì đến đơn hàng tối qua này chắc là đơn hàng thứ 5 rồi. Thì mình làm clip này mình mới nói là trên nhiều trang mạng xã hội nói là làm giàu không khó, nhưng mà nói chung vân vân và mây mây mình thấy nó khó vô cùng, nhất là cái chuyện là mình đủ can đảm mình lên đây mình bán hàng online, đó là một vấn đề rồi. Vì lên đây thì có nhiều anh quản lý là không cho mình những lời nghe hay các bạn, nhưng thôi mình kinh doanh xứng đáng, mình không có gì mà đáng xấu cả. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là bán hàng online nó là bán hàng cho những khách mà từ trước đến nay nó không thuộc về bản thân cửa hàng của mình, về cái cửa hàng của mình. Do vậy mình nếu bạn nào mà mua hàng online của mình cam kết về chất lượng và giá cả, mình xin đảm bảo. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn là trong Nam, các bạn là khách hàng đúng ra là không thuộc về cửa hàng của mình. Đấy. Và bây giờ các bạn mua hàng của mình chỉ cần đã ít thôi, không cần đã nhiều. Cho nên là các bạn hiểu cho mình điều đấy. Chứ không phải mình bán hàng rẻ cho các bạn là kém chất lượng. Bất kể một bạn nào mua hàng của mình mà kém chất lượng, các bạn cứ comment cho mình đổi. Ví dụ mình bán hàng, mình bán iPod i11 thì nó là iPod i11. Mình bán hàng iPod i26 nó là i26. Không có chuyện mà treo đầu dê bán thịt chó. Nếu bạn nào mà bởi thực ra là buôn hàng online mình biết rồi, có nhiều bạn là treo đầu dê bán thịt chó. Nhưng mình thật bạn mình kinh doanh hơn 10 năm nay rồi, cái đạo đức nghề nghiệp mình khẳng định là mình có. Mà muốn phát triển được việc đầu tiên thì chúng ta phải thật người thật việc thật. Nãi bao nhiêu thì cái việc đấy thì các bạn chắc không thể nghe được. Cho nên mình rất mong là các bạn xem hết video và có ý định mua hàng thì mình cam kết bán hàng thật. Các bạn nhận hàng giao tiền ok, không có vấn đề gì cả. Nhận hàng giao tiền mình không phải bắt các bạn phải cọc cả tiền ok, không sao. Đến giao hàng tới tay bạn không vừa lòng bạn có thể không lấy, hoặc nó có lỗi gì bạn thể gửi trả bảo lại. Mình cam kết bảo hành cho bạn trong thời gian ngắn nhất. Đấy, mình mong rằng là các bạn ủng hộ cho cả mình, ủng hộ cho tay sức